Xin mời mọi người cùng đón xem trận chơi 1C 400k dưới rồi. Lê Lâm và xin lỗi dưới rồi. Anh em đến từ Bình Định và Lê Tôn. Một không. Set đầu tiên. Phôn quả đập chạm hàng trắng ra ngoài một đều, quả đập rất mạnh. Phạt bóng không qua lưới. Điểm cho Bình Định 2-1. Điểm chụp lấy Lâm là 2-2. Bỏ nhỏ thành công. Điểm chập lấy Lâm 3-2. Người vừa bỏ nhỏ thành công là Lâm. Pôn phát bóng ra ngoài. Điểm cho Bình Định 3-3. Phạt bóng tốt. Bôn bóng trong sân. Điểm 4-3. Lê Lâm đắc đoa. Phạt bóng không qua lưới. Điểm 4-4. Phạt bóng lối không qua lưới. Bên anh em Bình Định. Điểm cho Lê Lâm Đắc Đoa. Phạt bóng không thành công. Không được, phải xử lý bước 1 không tốt. 5-5. Phạt bóng tốt. Lâm ngoài. Điểm 6-5 cho anh em Bình Định. Phạt bóng tốt. Bỏ nhỏ thành công. Điểm 6-6 cho Lê Lâm Đắc Đoa. Bước 1 tốt. Bôn. Điểm 7-6 cho Lê Lâm.
tăng đoàn. Đều trận đấu kỳ tính ngang tài ngang sức, anh em mình định lên thị trấn Đắc Đoa giao lưu, một xe là 400k. đây là trận đấu thứ ba. Hai trận đấu thứ nhất là điểm 25-23 thuộc về anh em Bình Định. Set thứ hai là 25-18 thuộc về anh em Bình Định. Còn đây là set thứ ba. Một set là 400k. Bò nhỏ không thành công. Đập bóng tốt nhưng không qua được bước 1. Đập kỹ thuật nhẹ thành công. 9-7 cho Lâm Đắc Đoan. Thôi cứ bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Bước 1 không tốt. Điểm. Mười. Bay. Lối bước 1. Tại vì buổi chiều thì bên phía tay phải hơi choáng. Phát bóng tốt. Nhân. Bỏ nhỏ thành công. Điểm 80-11. Bôn. Điểm 12-8. Phạt bóng tốt. Bóng chạm hàng trắng ra ngoài. Điểm cho anh em Bình Định. 9-12. Phạt bóng tốt. Lâm. Ôi, đối sân, 13 chín. 13 chín. Sắp học quá. Cơm chưa tiêu. Nghỉ thêm 10 phút nữa được. Nằm cơm được, cái của bán nằm phường. Phát bóng hỏng ra ngoài. Điểm 10-13. Cơm nó chưa tiêu này sắp không? Thêm lòng phép chí này được. 10-13. Phạt bóng tốt. Bôn. Được bóng thành công. Điểm 14-10. Bóng tốt. Bóng rơi tự do. 15-10. Bôn. Quả đập rất mạnh, không qua lưới. Điểm cho anh em Bình Định. Mười một, mười lăm.
Bồn. Được bóng tốt. Điểm. 16-11. Bước 1 tốt, rất đẹp. Quả đập rất mạnh nhưng không qua được quả nhỏ, quét bóng thành công. Điểm 12-16. Chỉ còn 4 điểm nữa thôi. Bước 1 tốt, phạt bóng tốt, điểm 13-16. Ăn luôn. Đập bóng ra ngoài. Điểm 14-16. Bỏ nhỏ thành công. Điểm 17-14. Bóng tốt. Điểm 18-14. Một pha bò nhỏ đẩy từ phía sau không thành công. Bò nhỏ rất tốt. Điểm 15-18. Điểm 19-15. Một pha quét bóng tốt. Điểm 16-19. Sắp hỏng quá. Mấy anh cơm này. Lâm. Được bóng tốt. Điểm 20-16. Lưới. Hai mươi bảy. Bỏ nhỏ một kỳ thành công. Phạt bóng rất tốt. Điểm 18-21. Mạnh lắm. Bắt đầu. Điểm tốt, quả đập rất mạnh. 22-18. Phạt bóng tốt. Bước 1 rất đẹp. Quả nhỏ không thành công. Hôn. Điểm 19-22. Còn 3 điểm nữa thôi.
đây. Vẫn trong sân Pon. Điểm 23 19. Phạt bóng tốt, bóng chạm lưới trong sân. Điểm 24-19. Vẫn trong sân. Kết thúc set thứ 3. Một set 13 điểm đối sân. Một set là 400k. Với số điểm là 20. Anh xem đây.